Nếu mà anh chị đang có nhu cầu mà chúng ta lắp cái đèn năng lượng mặt trời ở trong nhà ấy, mà chúng ta chưa biết lắp cái mẫu nào, thì trong ngày video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị hai cái mẫu đèn chính mà rất là phổ biến trên thị trường hiện nay. Đó chính là mẫu đèn chống lóa lắp trong nhà và mẫu đèn ốp trần cũng chuyên để lắp trong nhà. Thế thì hai cái mẫu này nó có điều gì khác nhau và khi nào thì chúng ta nên lựa chọn cái mẫu đèn nào cho nó phù hợp với cái nhu cầu gia đình của mình, thì trong video này em sẽ chia sẻ và cùng giúp anh chị tìm hiểu kỹ hơn về hai cái mẫu đèn này nhé. Xin mời tất cả anh chị cùng bắt đầu video. Thì để trước tiên nói về hai cái mẫu đèn này thì em cũng xin phép là báo giá luôn để cho anh chị dễ dàng nắm bắt được giá tại thời điểm bây giờ, khoảng tầm tháng 9 năm 2023. Vì rất nhiều anh chị là khi mà chúng ta đầu tư mua một cái sản phẩm nào đó, nó thứ nhất là nó tốt thì đương nhiên rồi, nhưng nó phải phù hợp với lại cái kinh tế túi tiền của gia đình mình đã thì mình mới có thể lựa chọn được. Thì đây là cái mẫu đèn chống lóa 200W mắt ngọc anh chị ạ. Hiện tại thì bên em đang bán với giá là 1.000.000 đồng. Đấy, giá tại thời điểm tháng 9 thì đang được giảm giá còn 1.000.000 anh chị ạ. Trước đây thì vì là cái giá thành chi phí nó cũng cao ấy, nên là nó sẽ là 1.1 triệu, nhưng bây giờ thì chỉ còn 1.000.000 đồng thôi cho một cái mẫu này. Và có rất nhiều anh chị cũng thắc mắc là tại sao cái mẫu này nó lại cao như thế, bởi vì là có rất nhiều cái mẫu chống lóa khác trên thị trường họ chỉ bán 700-800 nghìn. Thì em cũng biết là có cái mẫu như vậy, nhưng anh chị có thể thấy không, cái mẫu mà 700-800 nghìn ấy nó là mặt phẳng, nó không có mắt bi cầu. Đấy, thì cái việc mà có mắt bi cầu này nó sẽ sáng hơn rất là nhiều luôn. Thì lát vào chi tiết em sẽ phân tích cho anh chị xem về cái này. Đấy, thì còn thứ hai là về cái mẫu đèn ốp trần. Thì đây là mẫu đèn ốp trần 300W. Thì giá hiện tại của nó cũng là 1.050.000. Đấy, nó đắt hơn cái mẫu này một chút. Đấy, trước đây cái này là 1.1 triệu, thì bây giờ là 1.050.000. Thì coi như là xem đi, anh chị cứ tính khoảng tầm 1.000.000 tùy từng thời điểm. Đấy, thì đây là mẫu đèn ốp trần 300W. Giá cả thì hiện tại là như vậy. Thế thì khi mà anh chị lựa chọn hai cái mẫu đèn này thì chúng ta sẽ gồm có một thân đèn, một tấm pin và bu lông ốc vít điều khiển giá đỡ đầy đủ đi kèm tem phiếu bảo hành đấy, chính hãng của công ty Hoàng Long. Thì đây những điều mà anh chị sẽ nhận được khi mà chúng ta bỏ số tiền ra. Thế còn về cái khoảng chiếu sáng, thế còn bây giờ em sẽ phân tích và so sánh chi tiết về hai mẫu này giúp anh chị hiểu hơn nhé. Thứ nhất là về điểm chung đi. Đấy, thì hai cái mẫu này nó đều là cái sản phẩm lắp trong nhà anh chị ạ. Thì về nguyên tắc mà khi chúng ta lắp đèn năng lượng mặt trời ở trong nhà ấy, thì chúng ta phải chọn những cái mẫu đèn nào nó không chói mắt. Đấy, thứ hai là độ phủ sáng nó đều, nó rộng và nó mịn. Đấy, thì khi mà chúng ta sử dụng lâu thời gian trong nhà thì nó mới, một là nó sáng đều, hai là nó mới tốt cho mắt anh chị ạ. Đấy, chứ nếu mà nó bị chói quá thì chúng ta sử dụng lâu ngày nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái thị lực của chúng ta đấy. Thì đầu tiên là chúng ta phải chọn là tiêu chí đầu tiên là không chói mắt, thì cả hai cái mẫu này đều đáp ứng được cái tiêu chí đó. Thì mẫu này nó sẽ tỏa, còn mẫu này nó cũng sẽ tỏa nhưng theo kiểu dạng bi cầu. Đấy. Cái tiêu chí thứ hai mà khi chúng ta lựa chọn lắp trong nhà ấy thì là nó phải là cái mỹ quan anh chị ạ, nó phải đẹp. Đấy. Thì ví dụ như cái mẫu này thì nó là màu trắng, nó rất là phù hợp với màu tường hoặc màu trần thạch cao. Trong gia đình chúng ta là chúng ta hay sử dụng màu trắng mà là nền tường, mẫu này cũng là màu trắng luôn. Đấy, thì nó rất là phù hợp luôn. Cái vấn đề thứ ba là mà chúng ta phải quan tâm đó chính là cái việc lắp đặt tấm pin và đèn nó phải dễ dàng. Tức là sao? Tức là cái tấm pin ấy chúng ta phải làm sao mà kết nối với đèn này thông qua sợi dây và nó phải để ở trên mái nhà. Chúng ta không thể sử dụng những cái mẫu đèn liền được anh chị ạ, bởi vì khi mà lắp trong nhà thì bắt buộc tấm pin phải để bên ngoài và đèn để bên trong. Thì những cái mẫu đèn mà có cái sợi dây nối dài ra đấy thì lắp nó sẽ rất là phù hợp trong nhà. Thì cả hai mẫu này cũng đều có sợi dây nối dài 5m kết nối từ tấm pin đến đèn, thì nó rất là phù hợp và dễ dàng lắp vào trong nhà. Đây là cái ba cái điểm mà chúng ta có thể quan tâm. Và những một điểm thứ tư nữa là khi mà lắp trong nhà thì chúng ta cần cái độ sáng nó tốt hơn. Đấy, thì hai cái mẫu này thì nó sẽ sử dụng cái cấu hình pin rất là nhiều. Thì mẫu này là ốp trần 300W sử dụng 5 viên pin. Cái mẫu này là chống lóa 200W cũng sử dụng 5 viên pin. Thì với cái dung lượng pin như vậy ấy, thì là sẽ đảm bảo cho anh chị được sáng tối thiểu là khoảng độ tầm 12 tiếng và sẽ tập trung sáng nhiều vào buổi tối hơn. Bởi vì buổi tối thì đa phần chúng ta sinh hoạt mà, thì chúng ta cần độ sáng mạnh. Thế còn về đêm, ví dụ như là 1, 2 giờ sáng hoặc 3 giờ sáng, có thể lúc đó là gia đình anh chị đi ngủ rồi, chúng ta không cần nữa, thì nó cũng không phải độ sáng mạnh. Đấy, thì đây là 4 cái điểm mà chúng ta sẽ lưu ý khi mà chúng ta chọn đèn. Và 4 cái điểm này thì hai mẫu này đều đáp ứng rất là tốt anh chị ạ. Và bây giờ là những cái điểm khác nhau của hai mẫu này. Thì thứ nhất là về cái mẫu đèn ốp trần này đi. Đấy, thì về cái nguyên tắc chiếu sáng của nó thì hoàn toàn khác cái mẫu này. Khi mà anh chị hiểu là ốp trần thì nó sẽ chiếu ốp trực tiếp lên như thế này và nó chiếu xuống. Đấy, thì cái việc mà làm như thế này thì nó sẽ giúp ánh sáng nó lan tỏa khắp phòng luôn.
đấy, khắp phòng luôn. Thì khi mà lắp mẫu này thì nó rất phù hợp là những cái nhà nào mà có cái trần ấy nó dễ lắp đặt, ví dụ trần thạch cao, trần nhựa đấy. Còn trần bê tông thì lắp nó hơi khó một chút vì nó cũng ra phải bắn lên đấy, và cái độ cao trần nó cũng vừa phải thôi. Ví dụ như tầm khoảng tầm 3.5-4 mét thì chúng ta lắp cái mẫu này rất là ok. Nhưng nếu mà nhà nào làm cái trần 4.5 mét đấy, hoặc 5 mét chẳng hạn thì rất là cao, thì lắp cái mẫu này thì khi mà cái phần bên dưới chúng ta đi lại thì nó sẽ bị sáng, nó bị yếu anh chị ạ. Nên chúng ta lưu ý là khi mà lắp cái mẫu đèn ô trần này thì nó phải phụ thuộc vào cái độ cao của trần nữa. Nếu trần quá cao thì chúng ta không thể sử dụng mẫu này anh chị ạ. Mặc dù độ sáng, độ tỏa rất là tốt, nhưng mà khi lắp cao thì nó sẽ bị yếu ở cái phần mà ánh sáng đi lại dưới nền nhà. Đấy, chúng ta đi lại thì nó sẽ bị hơi bị tối. Thì đây là cái mẫu đèn ốp trần 300. Thế còn cái nhà nào mà lắp có cái tựa cái chiều cao trần nó vừa đấy, phòng nó vừa phải thì nó sẽ lắp mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Em cũng đã lắp thử rồi, rất là đẹp luôn, rất là gọn gàng anh chị ạ. Và nếu để khắc phục được cái mẫu và khắc phục với những cái yếu điểm của cái mẫu đèn ốp trần này thì em lại có thêm một cái mẫu đèn pha chống lóa cho anh chị. Thì cái mẫu này nó sẽ khắc phục được cái việc là trần cao hay trần thấp. Bởi vì thông thường cái mẫu này nó sẽ lắp vào cái chỗ tường anh chị ạ, và nó chiếu góc xuống như thế này. Đấy, thì khi mà lắp vào tường thì anh chị có thể tùy chỉnh chiều cao. Chúng ta thích lắp cao thì lắp, mà thích thấp thì lắp. Nhưng mà cái chiều cao mà tối ưu ấy thì em khuyên là mọi người nên sử dụng nó khoảng tầm 3.5-4 mét và chúng ta sẽ chiếu xuống thì nó sẽ rất là phù hợp và nó rất là sáng. Về cái nguyên tắc chiếu sáng của cái mẫu này thì nó sẽ chiếu dựa trên là sự lan tỏa và sự khuếch đại ánh sáng của bi cầu anh chị ạ. Đấy, và các chip led này nó được nằm bên trong và nó sẽ có cái chóa này, nó khá là nông này, nên là khi mà ánh sáng anh chị tưởng tượng này nó sẽ tỏa đằng ngang ra này chứ nó không bị vụt thẳng về đằng trước này anh chị ạ. Đấy, hơn nữa nó còn gần led bi cầu nữa, nó sẽ tỏa ngang ra. Thì khi mà lắp trong nhà thì ánh sáng nó sẽ rất là mịn mà nó rất tỏa rất là đều luôn. Đấy, thì cái này nó cũng rất là đẹp và rất là sáng, và thiết kế của nó sẽ bằng hoàn toàn bằng vỏ nhôm đúc nguyên khối. Đấy, rất là bền bỉ và rất là đẹp. Về giá bán thì xem nhau thôi, nhưng mà về cái công dụng thì nó tùy theo cái mục đích và cái nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình thì chúng ta có thể lựa chọn cái mẫu nào cho nó phù hợp. Thì trên đây em cũng chia sẻ rất là ngắn gọn và nhanh để chị có thể dễ dàng nắm bắt được và hiểu để chúng ta chọn nó đúng với cái nhu cầu của chúng ta. Và nếu anh chị có bất kỳ cái câu hỏi nào mà cần chúng em tư vấn kỹ hơn về hai cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với lại bên công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515. Đấy, thì chúng em sẽ tư vấn kỹ hơn giúp cho anh chị hiểu hơn và dễ dàng có thể đặt hàng. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video, và nếu anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì rất mong anh chị hãy ủng hộ kênh bằng một lượt like hoặc một lượt đăng ký. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.